vị và các bạn, mới đây Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa thông tin kết quả quan trắc môi trường lên bảng thông tin điện tử trên địa bàn toàn thành phố. Qua việc công bố này sẽ giúp cho người dân nắm bắt được về chất lượng môi trường sống, qua đó sẽ nâng cao nhận thức của mỗi người về việc bảo vệ và cải thiện môi trường sống. Hàng ngày, ông Cao Văn Bình đều đi lại trên các tuyến đường Baxter, Nam Kỳ, Khởi Nghĩa. Những bảng điện tử tại đây đã giúp ông và những người đi đường biết thông tin về tình hình giao thông, hướng dẫn đi lại và thời tiết trong ngày. Hôm nay còn thêm các chỉ số về chất lượng không khí và nước. Theo tôi nghĩ đó, thì dù như thế nào, người quan tâm ít nhiều mình cũng chưa biết được, nhưng mà mình cứ công bố. Rồi từ những sự việc như là trong cuộc sống nó xảy ra cái sức khỏe, tình trạng môi trường ồn ào nó ảnh hưởng tới như thế nào, mà từ từ rồi người dân sẽ có ý thức. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả quan trắc về mức độ ô nhiễm không khí và nguồn nước được cập nhật trên hệ thống 48 bảng điện tử hiện đang được sử dụng để đưa các thông tin về giao thông. Việc công bố này nhằm thông tin cho người dân biết về chất lượng môi trường khu vực mình đang sinh sống, đồng thời cũng giúp cho cơ quan chức năng giám sát tình trạng ô nhiễm trên toàn thành phố để có các giải pháp xử lý. Tôi thấy là có nên lập như vậy là quá tốt để cho người dân người ta biết. Người ta biết là như vậy, người ta biết cái không khí bao nhiêu, nước bao nhiêu rồi đó, bụi bao nhiêu, thì cái đó quá tốt rồi. Theo đánh giá chung, việc phổ biến thông tin về chất lượng môi trường này chủ yếu là nâng cao nhận thức của người dân về tình trạng ô nhiễm, góp phần tác động đến ý thức trách nhiệm của người dân, cũng như khuyến khích sự quan tâm và hành động bảo vệ môi trường của mọi người. Em nghĩ là rất là tốt và mọi người nên chú ý xem hơn. Ở Sài Gòn thì ô nhiễm tiếng ồn thì rất là nhiều. Đi xe buýt thì tránh tình trạng kẹt xe và cái lượng khí thải ra môi trường cũng sẽ ít hơn và giúp Sài Gòn bớt nóng lại hơn. Thời gian đầu thì các chỉ tiêu quan trắc môi trường sẽ được cập nhật mỗi tháng một lần. Tuy nhiên trong thời gian tới thì sẽ được tăng cường tần suất cập nhật các chỉ số này từ 3 đến 4 lần mỗi tháng. Và sắp tới, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ đưa các thông tin về chỉ tiêu quan trắc môi trường lên các hệ thống điện thoại thông minh. Đây là một trong số 5 tổ hợp tác chăn nuôi bò thịt đang hoạt động trên địa bàn huyện Cát Tiên sau khi đề án phát triển bò cao sản của tỉnh được triển khai thực hiện. Anh Nguyễn Minh Đại ở thôn 4, xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên gắn bó với nghề chăn nuôi 7 năm nay, nhận thấy nếu chỉ nuôi quy mô nhỏ